Xin chào mọi người, tôi tên là Chonama. Bây giờ tôi muốn nói với anh em ai mà đi tị nạn ở Thái Lan, đừng suy nghĩ nhiều, hãy cố gắng ăn uống nhiều và nhớ phải cẩn thận. Hiện tại bây giờ công an chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam họ giả mít tôi và cũng như là giả mít mọi người rất là nhiều. Họ muốn cây chia rẽ khối đoàn kết và họ nói chúng ta là dân tộc thiểu số. Và tôi cũng là một người dân tộc thiểu số và tên tôi là Chonama. Hiện tại tôi đang ở Mỹ và tôi không muốn trở về Việt Nam. Và sau này tôi sẽ mua súng và đấu với Việt Nam và tôi sẽ về chiến tranh và bắn chết hết công an mà ai mà giả làm nick của tôi và cũng như là nick mọi người. Và tôi biết và tôi trước đây tôi nói tung lum tung la và tôi sai. Và hoàn cảnh của tôi hiện tại bây giờ là công an chính quyền Việt Nam xã huyện và ép tôi là theo dõi mọi người. Và tôi xin lỗi mọi người rất là nhiều. Xin chào mọi người, tôi tên là Chonama. Bây giờ tôi muốn nói với anh em ai mà đi tị nạn ở Thái Lan, đừng suy nghĩ nhiều, hãy cố gắng ăn uống nhiều và nhớ phải cẩn thận. Hiện tại bây giờ công an chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam họ giả mít tôi và cũng như là giả mít mọi người rất là nhiều. Họ muốn cây chia rẽ khối đoàn kết và họ nói chúng ta là dân tộc thiểu số. Và tôi cũng là một người dân tộc thiểu số và tên tôi là Chonama. Hiện tại tôi đang ở Mỹ và tôi không muốn trở về Việt Nam. Và sau này tôi sẽ mua súng và đấu với Việt Nam và tôi sẽ về chiến tranh và bắn chết hết công an mà ai mà giả làm nick của tôi và cũng như là nick mọi người. Và tôi biết và tôi trước đây tôi nói tung lum tung la và tôi sai. Và hoàn cảnh của tôi hiện tại bây giờ là công an chính quyền Việt Nam xã huyện và ép tôi là theo dõi mọi người. Và tôi xin lỗi mọi người rất là nhiều. Xin chào mọi người, tôi tên là Chonama. Bây giờ tôi muốn nói với anh em ai mà đi tị nạn ở Thái Lan, đừng suy nghĩ nhiều, hãy cố gắng ăn uống nhiều và nhớ phải cẩn thận. Hiện tại bây giờ công an chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam họ giả mít tôi và cũng như là giả mít mọi người rất là nhiều. Họ muốn cây chia rẽ khối đoàn kết và họ nói chúng ta là dân tộc thiểu số. Và tôi cũng là một người dân tộc thiểu số và tên tôi là Chonama. Hiện tại tôi đang ở Mỹ và tôi không muốn trở về Việt Nam. Và sau này tôi sẽ mua súng và đấu với Việt Nam và tôi sẽ về chiến tranh và bắn chết hết công an mà ai mà giả làm nick của tôi và cũng như là nick mọi người. Và tôi biết và tôi trước đây tôi nói tung lum tung la và tôi sai. Và hoàn cảnh của tôi hiện tại bây giờ là công an chính quyền Việt Nam xã huyện và ép tôi là theo dõi mọi người. Và tôi xin lỗi mọi người rất là nhiều.